Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị đến với tập 69 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại nói lúc bấy giờ, khi kiếm quang ngút trời kia từ trong tay bay lên, sắc mặt của Đế Thích Thiên nhất thời biến thành nghiêm trọng vô cùng. Chỉ thấy kim quang trong đôi mắt của hắn trong suốt, nhìn vào sắc mặt bình tĩnh của Tần Vũ quá to: "Cho ta kiến thức một chút phong thái tuyệt thế của cựu tinh Liên Châu, dự báo xuất hiện đi." Đột nhiên tia sáng nóng bỏng từ giữa không trung bổ về phía Tần Vũ, tựa như lôi hỏa kia phẫn nộ mang theo uy áp cùng sát ý khôn cùng, đè ép thẳng xuống, làm cho người ta không tự chủ được có loại cảm giác hít thở không thông. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra một tia lo lắng. Huống Thiên Minh bên cạnh cũng như thế, cực kỳ khẩn trương nhìn Tần Vũ vẫn không nhúc nhích. Trong lòng thì suy nghĩ, nếu như đổ lại là mình, nên như thế nào ngăn cản kiếm quang hung mãnh kia. Trốn ư, tự nhiên không phải là cách tránh né. Đạt tới cấp bậc thiên nhân, sớm đã không còn cần quá nhiều hoa chiêu đối địch, dựa hoàn toàn vào thực lực chân thực của bản thân. Tại trước khi Đế Thích Thiên xuất kiếm, thần thức của hai người sớm đã tập trung trên người đối phương, cho nên khi hai người bất luận một người xuất chiêu, người kia coi như không địch lại, cũng không cách nào tránh né được. Chỉ thấy Tần Vũ khẽ quát: "Lĩnh vực hỗn độn tinh thần!" Chính là hỗn độn khí do ông trọng sinh kết hợp ra, sáng tạo ra lĩnh vực không gian. Sau khi lĩnh ngộ đạo tự nhiên, Tần Vũ lúc này hỗn độn tinh thần không gian tại Tu La giới cho đến thiên giới cũng không bị ràng buộc nữa. Cũng chính là nói, ở trong cái không gian này, không gian của ông có thể kéo dài và bao phủ vô hạn. Từng đạo tinh lực dồi dào từ bốn phía cơ hồ ngưng kết thành hỗn độn nguyên khí thực chất, giống như bề mặt con sông vốn bình tĩnh bỗng đột nhiên nổi lên cơn sóng vậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng quanh thân Tần Vũ áp sát lại. Chỉ một thoáng, Tần Vũ đã được tinh quang rực rỡ lấp lánh bao phủ lên, mà Đế Thích Thiên cũng bị nó bao phủ vào trong. Hồng Quân và Huống Thiên Minh hai người vội vàng phóng thần thức tiến vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ. Vừa mới đi vào, liền kinh hãi phát hiện kiếm quang của Đế Thích Thiên lại đột nhiên ngưng tụ lại. Nguyên là kiếm quang dài mấy trăm trượng, rồi đột nhiên tụt giảm trở thành tia sáng không đầy một trượng. Vốn kiếm quang lấp lánh chói mắt cũng đột nhiên trở nên to lớn, từng đạo bạch sắc nhũ quang đang vần quanh, chỉ là trong thời gian hô hấp liền bổ lên trên người Tần Vũ. Vô thanh vô tức, thân thể Tần Vũ đột nhiên bị phách ra làm hai nửa, tia sáng kia lại như có linh tính, cuối cùng là phân thành hai đạo, phân biệt tại thân của Tần Vũ trên mặt đất cực nhanh, phách động hàng triệu lần. Huống Thiên Minh kinh hãi, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Hồng Quân một cái, lại thấy Hồng Quân sắc mặt bình yên, trên mặt không có thần sắc lo lắng nào. Trong lòng vừa động, thần thức đang dán lên Tần Vũ, lục soát một hồi lâu mới phát hiện, nguyên lai cái không gian này cuối cùng lại lợi hại như thế. Đế Thích Thiên thu hồi kiếm quang, quanh thân một cỗ khí thế cuồng bạo tự nhiên dâng lên. Hắn ha ha cười to nói: "Không nghĩ tới lĩnh vực của ngươi lại đặc thù như thế này. Nếu như ngươi dễ dàng bị ta giết như vậy, trường chiến đấu này thật là chuyện vô nghĩa rồi. Tần Vũ, xuất hiện bản thể đi, chúng ta đại chiến một trận." Thanh âm sau kín của Tần Vũ từ bốn phương tám hướng truyền ra, nhàn nhạt nói: "Tại trong lĩnh vực của ta, bản thể không chỗ nào không có. Từng cành cây, ngọn cỏ nơi này, thậm chí là hạt cát trên mặt đất cũng có thể là bản thể của ta. Đấy Thích Thiên, ngươi có thể hiểu được không? Chỉ cần ngươi phá lĩnh vực hỗn độn tinh thần của ta, coi như ta thua." Đấy Thích Thiên ha ha cười to, mỉm cười khinh thường nói: "Lĩnh vực của ngươi ư? Muốn phá cũng không phải là việc dễ mà làm. Đợi ta phá lĩnh vực này của ngươi, lại cùng ngươi hảo hảo đọ sức một phen mới được." Vừa nói, hắn hét lớn một tiếng: "Thiên Đế quyết chi phá nhật!" Trường kiếm trong tay bỗng nhiên biến thành một cây tiểu tiễn kim quang lấp lánh, mà trước thân hắn linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào, nháy mắt liền hư cấu thành một hình dáng của một thanh cung tên. Một cỗ sát khí lăng lệ từ người Đế Thích Thiên tản mát ra, mà ngay cả chưa được nạp tên vào, Hồng Quân và Huống Thiên Minh cũng đều cảm nhận được cỗ uy áp kia làm cho toàn thân người ta phát run. Một đám mây đen nhánh xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Thích Thiên. Trên bầu trời, mặt trời sáng ngời cũng không chiếu tới người Đế Thích Thiên. Bóng dáng đen kịt làm cho Đế Thích Thiên nhất thời trở lên thần bí. Từng cơn gió lốc quái dị thổi lên, lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ trong nháy mắt liền bị hắc vụ trên người Đế Thích Thiên bức lui nhiều trượng.
Tần Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận không thoải mái, phảng phất như một khối đá đặt ở trong lòng làm cho hắn cực kỳ áp lực. Giờ phút này, bản thể của hắn đã tiến vào đạo tự nhiên, trong lĩnh vực của hắn, thân hóa ngàn vạn, theo như lời nói, trong lĩnh vực hết thảy đều là thân thể của Tần Vũ. Phá nhật tiễn, phá! Thanh âm âm lãnh trong miệng của Đế Thích Thiên phát ra, tình cảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy lấy thân thể Đế Thích Thiên làm trung tâm, một đạo kim quang đột nhiên mọc lên, làm cho đám mây đen bao phủ hắn nhất thời chiếu sáng. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn, một đôi mắt đã hoàn toàn biến đổi thành màu hoàng kim lộng lẫy, cũng không có chút tình cảm con người nào. Vù vù, thanh âm tiểu tiễn màu vàng va chạm vào không khí truyền đến, chỉ thấy chỗ nó đi qua, không gian bốn phía nhất thời vùi lấp, chuyển hóa thành hỗn mang. Một thông đạo hỗn độn bề rộng chừng hơn một trượng xuất hiện phía sau tiểu tiễn màu vàng, thẳng hướng lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ mà công kích đến. Mọi người kinh hãi, mặt Huống Thiên Minh và Hồng Quân lúc này đã hoàn toàn biến sắc, rối rít tụ tập lực lượng cơ thể, thu liễm thần thức, hai mắt không nháy nhìn tia sáng giống như lưu tinh xẹt qua nơi sâu trong thiên địa, mắt thường có thể nhìn thấy vọt tới Tần Vũ. Mục Thiên và Cam Vân, đến cả Tình Nhi đám người, tuy tu vi không thấp, nhưng so với đám người Hồng Quân lại kém quá nhiều. Nhất là bọn họ căn bản không có tư cách kiến thức qua cường giả là như thế này đối chiến. Nội tâm dù khủng hoảng không thôi, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh lúc này cao thủ quyết đấu. Tiểu tiễn màu vàng kia bắn thẳng về phía lĩnh vực của Tần Vũ bố trí. Tình Nhi chợt há miệng kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận lo lắng và sợ hãi. Lãnh Diễm Phỉ một bên tiến tới trước mặt Tình Nhi, vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Tại trong lòng Lãnh Diễm Phỉ, Huống Thiên Minh không chỗ nào là không thể, càng huống chi còn có Hồng Quân, so với Huống Thiên Minh chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Khi mọi người đang lo lắng, tiểu tiễn màu vàng đã cùng lĩnh vực hỗn độn tinh thần hung hăng va chạm vào nhau, vô thành vô tức, hết thảy đều lộ ra vẻ quỷ dị như thế. Đồng thời một đoàn kim quang nổ ra, lĩnh vực hỗn độn tinh thần lập tức hỏng mất, một đường dài hơn trăm trượng màu đen tầng tầng gãy lìa. Từ vị trí nơi Tần Vũ chợt hiện lộ ra, cây cỏ núi đá bốn phía hóa thành bụi phấn. Trên bầu trời trống rỗng vang lên tiếng sét đánh chói tai. Đế Thích Thiên tay cầm cung tên do thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành, nhìn lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ lúc này đã bị mũi tên màu vàng kiên ngạnh đem trung tâm lĩnh vực đào ra. Tiêu vốn như là một cái thủy tinh cầu vô cùng mượt mà, lại bị đầu mũi khoan khoan ra, giống như đánh thành một cái động lớn khó coi. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tay vẫn không ngừng, chỉ nghe hắn quát lớn: "Tần Vũ, mũi tên thứ hai đến đây, Thiên Đế Quyết Chi Xạ Nguyệt." Vừa nói, trong tay hắn một đạo tên cùng với ban nãy giống nhau như đúc lần nữa lại xuất hiện, chỉ bất quá lần này màu của mũi tên là màu trắng bạc chứ không phải màu hoàng kim như vừa nãy, có chút tia sáng âm lãnh tản mát ra. Chỉ thấy mũi tên màu bạc kia tiến đến rất nhanh, một đạo tia sáng màu bạc không ngừng nuốt vào lóe ra, giống như cái lưỡi của con độc xà, làm cho người ta cảm thấy một cỗ lanh ý dâng lên trong lòng. Trong lòng mọi người nhìn thấy đều lạnh lên, một tiễn vừa mới đó trực tiếp hủy đi một nửa lĩnh vực của Tần Vũ. Đến giờ, Tần Vũ vẫn không thấy bóng dáng. Nếu như không phải Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh sắc mặt vô cùng chấn định, đám người Mục Thiên lúc này sớm đã không nhịn được mà xông lên đỡ thế cho Tần Vũ tiểu tiễn màu bạc kia. Mục Thiên và Cam Vân sắc mặt phức tạp nhìn nhau, trong lòng đều hạ quyết định. Nếu như Tần Vũ hôm nay không sao thì tốt, một khi có việc, hai người họ nhất định điên cuồng công kích Đế Thích Thiên. Cho dù là thực lực của mình, trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Cho dù Đế Thích Thiên hắn là đế quân của thiên giới, cũng không tiếc phải trả bất cứ giá nào để báo thù cho Tần Vũ. Trong lúc thanh tiểu tiễn màu bạc tàn mát ra, tia sáng trong veo lạnh lùng đối diện với hắn, nơi lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ bao phủ, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra. Tình Nhi hoan hô một tiếng, Mục Thiên và Cam Vân trên mặt đồng thời nở ra nụ cười. Tần Vũ không chút nào tổn hao xuất hiện, cảm nhận được tiểu tiễn trong tay Đế Thích Thiên không ngừng phóng thích ra uy áp. Tần Vũ nét mặt mặc dù không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại là sớm quay cuồng lên rồi. Công pháp của Đế Thích Thiên này thật quá mức cổ quái, lại có thể đột phá hỗn độn nguyên khí của mình, thật sự khiến cho Tần Vũ thất kinh. Đáng tiếc pháp bảo của hắn đều bảo quản tại trước khi chuyển thế vào lục đạo luân hồi, bằng không đều đến lượt Đế Thích Thiên dùng pháp bảo áp chế Tần Vũ đây. Tần Vũ trong lòng có chút buồn rầu,
Tiểu tiễn màu bạc trong tay Đế Thích Thiên kia tuyệt đối không phải là một pháp bảo bình thường, thậm chí cho dù là Hồng Mông Linh Bảo cũng không cách nào cùng so sánh được. Đây quả thực là có lực sát thương hết sức kinh khủng. Tần Vũ thở dài, quang mang trong tay chợt lóe, nguyên vốn lĩnh vực kia bị phá nhật tiễn xé rách, tức thì khôi phục lại nguyên dạng. Xạ Nguyệt tiễn phá! Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, một vầng ngân quang lượn lờ quanh thân mình, đột nhiên quang mang toàn thân thu liễm lại, trong nháy mắt tụ tập tại trên hai tay của hắn, mà cung tiễn đó dùng thiên địa nguyên khí hư cấu thành, cũng đột ngột phóng ra một trận quang mang băng lạnh đến cùng cực. Xạ Nguyệt tiễn ngân quang lấp lánh ấy phút chốc rời dây cung phóng đi, thoáng cái đã tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ đứng ở trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần, tốc độ của Xạ Nguyệt tiễn so với phá nhật tiễn vừa rồi còn nhanh hơn mấy trăm lần, hầu như chưa kịp phản ứng, lĩnh vực hỗn độn tinh thần đã cùng với thân thể nối liền thành một thể, đột nhiên rung động mãnh liệt hẳn lên. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo khí bao bọc bên ngoài như cái lồng khí. Mũi tên nhỏ màu bạc lấp lé ngân quang, xoay tròn điên cuồng đâm thẳng vào cái lồng khí ấy, cứ phảng phất như là một mũi khoan thần tốc, từng chút đột phá cái lồng khí đó. Trong chớp mắt đã đâm thủng vào được một nửa thân tên. Tần Vũ thét lớn một tiếng, trong đan điền dòng xoáy của lục đạo luân hồi giữa tinh thần ấy đột nhiên tăng cao tốc độ xoay chuyển. Một đạo lực lượng vô sắc dọc theo trong kinh mạch tăng tốc chuyển động, trong nháy mắt liền đã đạt tới đủ để hiện ra dòng suối, mà giờ phút này xuất hiện dòng suối đủ đạt tới thời điểm chống đỡ đúng là lĩnh vực hỗn độn tinh thần hút vào trong hỗn độn khí. Phảng phất lực lượng hỗn độn từ trong lục đạo luân hồi như dòng nước chảy tuôn ra, vốn màn hào quang bao phủ ấy bị lực lượng cường đại của Xạ Nguyệt tiễn kích vào, nguy cơ trùng trùng nhất thời được rót vào hỗn độn lực vô cùng cường đại, kiên cường ngăn chặn Xạ Nguyệt tiễn ở bên ngoài lĩnh vực. Tần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng đã bốc lên vô số ý niệm. Lục đạo luân hồi bên trong đan điền lúc này dường như không chịu khống chế, dòng xoáy đen nhánh không đáy kia điên cuồng xoay chuyển không nói, từng đạo hỗn độn lực cường đại chẳng biết khởi nguồn từ đâu bị lục đạo luân hồi mau chóng hấp thu lại, thông qua dòng xoáy đó tiến vào trong cơ thể của Tần Vũ, rồi sau đó truyền vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn Tần Vũ, tại trong thần thức của hắn, tu vi của Tần Vũ hắn đã dò xét rõ ràng, đến hiện nay cũng chỉ khó khăn lắm mới so sánh được với thiên nhân tu vi tám cánh trung giai, á hoàng giai, cũng không ngờ tới dưới thiên đế bí quyết của mình vậy mà liên tục hai mũi tên đều không làm gì được ông ta, không nhịn được trong lòng hắn rất là buồn bực. Thiên đế bí quyết là tuyệt thế công pháp, Đế Thích Thiên tại trong thần điện sau khi lấy được bốn thiên đạo chi nhận đã lĩnh ngộ được, đồng thời cũng để thoát khỏi sự nương tựa của thiên đạo chi nhận, Đế Thích Thiên mới cố gắng dùng hết toàn lực sáng tạo ra bộ công quyết này. Công pháp gần như có thể so sánh ngang với thiên đạo chi nhận, đó quả là công pháp cường đại biết bao. Do đó sau khi Tần Vũ hoàn toàn dễ dàng ngăn cản được hai mũi tên của hắn, Đế Thích Thiên mới phải giật mình kinh ngạc. Có điều là Đế Thích Thiên không có nghĩ tới Tần Vũ một khi đã có tư cách chuyển thế sống lại, điều đó cũng có nghĩa ở kiếp trước ông ta nhất định có được năng lực trưởng khống giả, hay chính là nói năng lực á hoàng giai ở trong không gian này. Như vậy với kiếp trước đã là loại người có năng lực đạt tới cảnh giới này thì công pháp của ông hẳn phải cường hãn cỡ nào đây. Trước đây đã nói qua á hoàng giai là thiên nhân hoặc là tu la nhân đạt tới tám cánh thượng giai, chỉ là không có lĩnh ngộ thiên đạo, thực lực bản thân của bọn họ so với huyền hoàng khí của trường khống giả, ngay cả đến hồng mông khí cũng không hề thua kém. Phải biết rằng người ở thiên giới mặc dù đạt tới á hoàng giai cũng không thể giống như trường khống giả của nhân giới hay không gian khác, có thể sáng tạo ra tân không gian cùng các loại sinh vật, nhưng có được có mất, giống như nhau, trời cao cấp cho bọn họ năng lực đặc thù cũng không hề thua kém năng lực của trường khống giả ở không gian hạ giới, sau này sẽ từ từ nói đến. Bùng, một tiếng vang cắt đứt dòng suy nghĩ kinh dị trong lòng Đế Thích Thiên, hắn toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, liền phát giác không gian chung quanh thân thể Tần Vũ lúc này đã hoàn toàn mờ ảo. Tia sáng chiếu xuyên qua tựa như là chiếu qua từng tầng lớp lớp sóng gợn, từng đạo tia sáng đan xen bao phủ toàn thân Tần Vũ, phối hợp với khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của hắn khiến cho người ta không nhịn được có cảm giác như đang đối mặt với người vĩ đại trên cao về vậy. Chiến ý ngất trời từ sâu trong đáy lòng Tần Vũ dâng tràn lên, từ khi chuyển thế sống lại tới nay những nỗi buồn chán cùng tưởng nhớ giờ phút này hoàn toàn
được phóng bổ ra khỏi tâm tư Tần Vũ. Đôi mắt cực kỳ trong suốt, chậm rãi giờ lên mặt Đế Thích Thiên, lớn tiếng nói: "Đến đây, Đế Thích Thiên, để ta lĩnh giáo thiên đế bí quyết của ngươi đi." Một cỗ lực lượng không thể hình dung chậm rãi từ trên tay ngưng kết lại, hai tay Tần Vũ hư không nắm chặt, phảng phất như nắm lấy một cây trường thương vô hình, sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Rốt cục Tần Vũ cũng đã muốn phản kích. Đế Thích Thiên thoáng trầm mặc, tại thời điểm này rốt cục từ lấy lòng hắn cũng phải nhìn nhận và nổi lên một đối thủ trẻ tuổi này, vô hình chung hôm nay đã đem Tần Vũ đặt vào vị thế ngang bằng với mình. Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh, mọi người bị hào khí ngất trời của Tần Vũ lây nhiễm nhiệt huyết sôi trào, không tự kiềm hãm được, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài theo gió tung bay. Tâm tình hai người dẫn đến xúc động cho đám người tình nhi ở xung quanh, trên mặt mọi người đều hiện lên chiến ý hiên ngang lẫm liệt, nhìn vào Đế Thích Thiên: "Ngươi nhận được sự tôn trọng của ta." Trầm mặc một lúc lâu, Đế Thích Thiên rốt cục phát ra tiếng nói từ trong lòng, sắc mặt hắn lạnh lùng gằn từng câu chữ: "Cho nên chúng ta có thể cùng chiến đấu một trận." Hai bàn tay úp lại, đưa lên đưa xuống tại đan điền, Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn Tần Vũ, trầm giọng quát: "Thiên đạo chi nhận, phùng chi kiến huyết, thiên địa mệnh luân, giai do thử định." Bốn phía tia sáng đột nhiên lóe sáng lên, một đạo quang mang không thể hình dung bao trùm Đế Thích Thiên. Đám mây đen vốn tụ tập trên đỉnh đầu chỉ thoáng chốc tan biến mất, không còn bóng dáng. Thay thế chính là một vầng hào quang cực kỳ ấm áp từ chân trời bay tới, chiếu rọi vào hắn. Mắt Tần Vũ hơi nheo lại, sắc mặt càng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên. Thân ảnh vừa động, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Đế Thích Thiên. Cây trường thương vô hình kia vừa vận chuyển chuyển hướng về phía trước, trong khoảnh khắc đã đâm vào ngực Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lạnh lùng cười, giữa hai tay một vũ khí hình vành trăng dài chỉ 3 thước xuất hiện tại trước mặt hắn. Trên bầu trời đột nhiên chớp lên một tiếng sấm rền, thiên đạo chi nhận hình vành trăng giống như một tia chớp trong nháy mắt quét về hướng cây trường thương vô hình trong tay của Tần Vũ. Oanh một tiếng, kinh khí cường đại khó có thể hình dung tản phát ra chung quanh, thân ảnh Tần Vũ bật lui về phía sau. Theo thân ảnh Tần Vũ, chân mặt đất đột ngột hiện ra một cái đường rãnh sâu đến hàng trượng, kéo dài đến tận dưới chân Tần Vũ. Chính là đường rãnh bị lực phản chấn mạnh mẽ của thiên đạo chi nhận gây ra, bị Tần Vũ gắng sức chuyển rời đến dưới chân. Tần Vũ cười ha hả, mặc dù bị đẩy lui hơn 10 trượng nhưng cũng không có khiến cho chiến ý của hắn suy giảm chút nào. Loại cảm giác thoải mái tràn trề này cách thức hoàn toàn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân chiến đấu, khiến cho Tần Vũ bất giác nhớ lại tình cảnh kiếp trước vì để gặp lại Lập Nhi mà điên cuồng chiến đấu. Hét lớn một tiếng, nơi đan điền của Tần Vũ đột nhiên rung động một trận, lấy thân thể làm trung tâm, một dòng xoáy đen nhánh đột ngột xuất hiện tại quanh người hắn. Tất cả các loại sinh khí bốn phía giống như sắt gặp nam châm, những cỏ cây đó chỉ trong chớp mắt đều héo rũ. Từng đạo lực lượng dồi dào, tràn đầy sinh cơ đều bị Tần Vũ phóng thích ra, dòng suối đen nhánh ấy hút sạch sành sanh. Hồng Quân sắc mặt đại biến, miệng khẽ quát một tiếng: "Lục đạo luân hồi, phụ thân vậy mà đem lục đạo luân hồi thu vào trong đan điền, thực sự quá mức kinh khủng mà." Vừa nói, vừa phóng xuất Hồng Quân giới ra, ngay lập tức bao trùm toàn bộ mọi người kế cận vào trong đó. Lúc này, tại dưới chân núi Thiên Sơn, ba đạo quang mang phóng lên cao, gần như cả tu la giới đều có thể cảm nhận được khí tức cường giả, khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Đó là một loại lực lượng cường hãn, làm cho người ta hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. Trong ba đạo quang mang, ánh sáng rực rỡ nhất lại là Hồng Quân giới do Hồng Quân phóng ra, còn trường thương vô hình kia của Tần Vũ hoàn toàn không có một tia ánh sáng, hơn nữa không có mảy may khí tức nào phát ra. Có thể thấy được Tần Vũ đối với lực lượng nắm trong tay đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Còn thiên đạo chi nhận của Đế Thích Thiên tản phát ra quang mang cũng càng nhu hòa hơn lên. Ba đạo quang mang theo hình tam giác xông thẳng lên trời, sáng lạn xiết bao. Nhìn thấy toàn cảnh như vậy, Huống Thiên Minh rốt cuộc không nhịn được chiến ý trong lòng, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ra khỏi Hồng Quân giới do Hồng Quân phát ra. Quanh thân kim quang chợt lóe, trong phút chốc đã tản phát ra quang mang kim sắc rực rỡ đẹp tuyệt. Lãnh Diễm Phỉ si ngốc nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngông cuồng của Huống Thiên Minh, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng muôn màu, mà Tình Nhi lại là vẻ mặt si mê, chăm chú nhìn như không còn phát ra hơi thở. Cứ giống như thân ảnh của Tần Vũ từ thủa khai thiên lập địa thì vốn đã đứng ở nơi này vậy. Trong lòng nàng lúc thì vui vẻ, lúc thì cảm thán, chẳng biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ đến cái gì.
Cuối cùng Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng: "Thiên đế bí quyết, thiên địa luân hồi!" Kèm theo thanh âm của hắn, thiên đạo chi nhận trong tay đột nhiên biến ảo dậy lên, hàng triệu đạo, thậm chí so với kình khí từ trên người hắn phát ra gấp bao nhiêu lần hơn không rõ, chèn lẫn sát ý vô biên nhắm thẳng Tần Vũ đánh ập tới. Mà Tần Vũ lại vẫn không nhúc nhích, quanh thân cứ như vậy tản phát ra cuồn cuộn khí tức chính đại, quang mang đen nhánh bao phủ phủ trùm lên toàn thân, bảo vệ vững vàng thân hình của hắn. Không khí trong thiên địa đột nhiên ngưng kết lại, Hồng Quân chợt phát hiện Hồng Quân giới của mình tự hồ đã bị áp lực của vạn quân đè nén, khiến cho hắn bị lực lượng thần bí kia đè ép thiếu chút nữa thổ huyết ra. Mà mọi người đang ở trong Hồng Quân giới lại là không hề có cảm giác chút nào, chỉ giống như đứng ở trong cửa sổ thủy tinh nhìn gió táp mưa sa ở bên ngoài. Mặc dù bên ngoài cuồng phong bạo vũ, bên trong cũng chỉ là một chốn an bình. Mục Thiên trong đôi mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng như lửa, nhìn Hồng Quân cùng với Huống Thiên Minh đang trôi nổi giữa không trung, từ bản thân tản phát ra quang mang, trong lòng thầm kêu lên: Đây mới là cường giả, nhi tử của Tần Vũ đại nhân đều là hại như vậy, thực khiến cho người ta giật mình kinh ngạc mà. Sẽ có một ngày ta, Mục Thiên, cũng nhất định phải đạt tới cảnh giới như thế. Tin rằng cứ đi theo Tần Vũ đại nhân, nhất định ta sẽ đạt tới. Lúc này bên ngoài Hồng Quân giới, Huống Thiên Minh mái tóc vàng tung bay tán loạn, quanh thân tản mát ra quang mang vạn trượng. Bên cạnh hắn, không khí kia vậy mà không bị thiên địa luân hồi của Đế Thích Thiên ngưng kết lại. Còn hắn cũng dần dần nảy sinh ra một chút biến hóa làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn hình bóng của Huống Thiên Minh, Hồng Quân đột nhiên nở nụ cười vui mừng, lầm bầm nói làm cho tất cả mọi người xung quanh không cách nào hiểu được lời của hắn: Lần thứ 6 biến thân ư? Không biết Thiên Minh sẽ đạt tới cảnh giới gì đây? Hình như cảnh giới trưởng khống giả hắn cũng có thể đạt tới sao? Ánh mắt chờ mong chiếu vào thân mình Huống Thiên Minh, thần thức của Hồng Quân lúc này lại không dám phóng ra, bởi vì Tần Vũ cũng bắt đầu phát huy uy lực của lục đạo luân hồi. Hồng Quân đã kế thừa truyền thừa của Thiên Mông, tất nhiên so với bất cứ người nào cũng đều biết rõ uy lực trong đó. Không gian quanh mình cứ giống như bị tầng tầng lớp lớp băng phủ kín, trong tầng lớp băng ấy lại là lực lượng cường đại có thể xé tan hết thảy. Đây là thiên địa luân hồi, thiên đế quyết của Đế Thích Thiên. Tần Vũ trong lòng lúc này thông suốt sáng lên, thiên địa luân hồi cùng lục đạo luân hồi cũng không khác biệt gì lắm, đều là đem cái thiên địa này hoàn toàn hủy diệt, sinh linh toàn bộ hủy diệt, cuối cùng thành tựu một mảnh hỗn mang. Thế nhưng lục đạo luân hồi tại một điểm so với thiên địa luân hồi của Đế Thích Thiên vượt trội hơn rất nhiều, hủy diệt cùng với hồi sinh một sinh mạng mới, đây là tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi. Cũng chính vì thế lục đạo luân hồi mới có thể không chỗ nào không có, mới có thể đem lục đạo toàn bộ các nơi nắm trong tay. Vào giờ khắc này, Tần Vũ rốt cục hiểu rõ ràng về lục đạo luân hồi, đây mới là lực lượng thực sự. Còn dòng xoáy của lục đạo luân hồi kia chính là hắc động tiếp nối công pháp tinh thần quyết của ông. Cái hắc động này cùng với lúc trước ở Hồng Mông không gian không giống nhau, bề mặt ở nơi này không phải tràn ngập đan khít, nói cách khác không phải là Hồng Mông linh khí kia mà là hỗn độn khí đẳng cấp cao nhất. Dòng xoáy kia cũng không có tiếp nối với không gian. Trong đầu Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một chữ nhất, không sai, từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Xác thực là nói, dòng xoáy của lục đạo luân hồi tiếp nối không phải không gian, mà là cả hỗn độn, tất cả hỗn độn không gian đều do dòng xoáy kia tiếp nối. Một khi đại thành, vậy có nghĩa là Tần Vũ sẽ làm trưởng khống giả cao hơn tất cả không gian, bởi vì ông nắm trong tay sinh tử siêu thoát, nắm trong tay thiên địa luân hồi. Chẳng qua lúc này, công phu tu luyện của Tần Vũ còn xa mới đạt tới. Mặc dù có điều lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể cứ như thế mà thi triển ra được. Cũng vì vậy, không thể trong nháy mắt liền quyết định sinh tử của Đế Thích Thiên. Hai đạo quang mang từ trong đan điền của ông phóng ra, một đạo sáng trắng nóng bỏng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đúng là lực lượng so với tự nhiên lực kia không kém chút nào. Lực lượng làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp. Còn đạo áp lực đen nhánh kia khiến cho người ta trong lúc bất ngờ lập tức sẽ bị quang mang ấy hấp dẫn, phảng phất như linh hồn cũng bị nó thôn phệ, tính chất tràn ngập tử khí thâm trầm. Một đen một trắng, hai đạo quang mang tại trước mặt Tần Vũ chậm rãi ngưng kết, quấn quanh, cuối cùng hình thành hai quang mang đen trắng xoắn chung một chỗ. Dừng lại một chút, hai đạo quang mang kia đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Nơi nào nó cuốn qua, tất cả không gian bị ngưng kết lại, giống như nước bị hòa tan tản ra khắp nơi. Đế Thích Thiên lạnh lùng chăm chú nhìn, thiên đạo chi nhận trong tay phun ra nuốt vào quang mang cuồng nhiệt. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt,
Thiên Đế Quyết hao phí lực lượng của hắn quá nhiều. Cho dù là lực lượng của hắn lúc chưa bị suy kiệt, nhưng thi triển Thiên Địa Luân Hồi trong nháy mắt, lực lượng từ trong thân thể của hắn bị rút ra cũng khiến cho hắn rất khó mà chịu đựng. Cuối cùng, hai đạo quang mang một đen một trắng của Tần Vũ cùng quang mang Thiên Đạo Chi Nhận của Đế Thích Thiên gặp nhau giữa không trung. Tức thì dường như bầu trời lóe ra một đạo lôi điện chói lòa. Ba đạo quang mang trong nháy mắt hướng ra phía ngoài lan rộng tới, mà hướng quang mang kia khuếch tán lại nhằm về phía Tu La Thành. Tần Vũ thất kinh, Hồng Quân thất kinh, ngoại trừ Huống Thiên Minh trôi nổi lơ lửng trên bầu trời đang cố gắng tiến hành lần thứ 6 biến thân ra, còn lại mọi người đều là sợ hãi thất sắc. Chỉ có Đế Thích Thiên khóe miệng lộ ra nét cười âm hiểm, nhẹ giọng lầm bầm đắc ý nói: "Hai cái lực lượng hoàng giai phối hợp đồng thời bùng lên, Tu La Thành cuối cùng cũng bị phá hủy thế này sao? Cho dù đại trận hộ thành của bọn họ huyền diệu vô cùng, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hủy thiên diệt địa của hai người chúng ta được rồi." "Tần Vũ, ta cảm ơn ngươi." Đế Thích Thiên chợt ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, lớn tiếng nói cảm ơn, đắc ý nói: "Tu La Chí Bảo ư? Đúng vậy, ta muốn đúng là Thiên Đạo Chi Nhận. Tu luyện thời gian ức vạn năm, ta đã sớm hiểu rõ cái quy luật chứa đầy điều tổn hại này. Thế nhưng nếu như ta gượng ép cướp đoạt Thiên Đạo Chi Nhận, chỉ sợ ta sẽ bị chịu trời phạt thôi. Bất quá, cơ hội này ta dù sao cũng không thể bỏ qua. Thay vì tiện nghi cho người khác, không bằng dành cho nhi tử của ta. Như vậy, nhà Đế Thích ta không phải có thể thống lĩnh thiên giới cùng Tu La giới cả hai nhà sao?" Tần Vũ lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên. Trên mặt đất giữa hai người đã là một cọng cỏ cũng không. Trong không khí tràn ngập hỗn độn nguyên khí hỗn loạn, mảng không gian kia bị lực lượng cường hãn của hai người hủy diệt hoàn toàn, lại lần nữa tổ hợp khiến cho chung quanh đã không còn có bất cứ sự sống gì, hoàn toàn trở thành một mảng hỗn độn. "Bất kể như thế nào, ngươi vẫn còn muốn mơ ước Thiên Đạo Chi Nhận sao? Ngươi đúng là không có khả năng đạt được." Tần Vũ chẳng hề quan tâm đến Tế Thích Thiên đang ở trong thiên địa luân hồi mưu tính, đem lực lượng của mình dẫn thẳng đến Tu La Thành. Đối với thiên giới, ông có lẽ vẫn còn có một chút hảo cảm, đó là bởi vì mọi huynh đệ đều sinh sống ở nơi này. Nhưng là đối với Tu La giới, ông không có bất cứ lưu luyến gì. Cho dù đem cái không gian này hủy diệt đi, Tần Vũ cũng sẽ không có chút lo lắng nào. Chỉ có điều là bởi vì muốn tìm kiếm đám người Liên Gia Gia, cho nên Tần Vũ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì thế Tần Vũ mắt lộ ra lãnh mang. Lực lượng của hai người thật sự quá mức cường đại, cơ hồ đã đạt tới sức mạnh vô địch. Chỉ thấy ba đạo quang mang kia giống như quả cầu lửa bay về phía Tu La Thành, ngang qua chỗ nào không gian nơi đó tức thì tan biến, ngược lại lại được quang mang lục đạo luân hồi của Tần Vũ kia một lần nữa tổ hợp sinh thành một không gian mới. Mà trong không gian mới tạo thành thì giống như không gian tại đây giữa Tần Vũ và Đế Thích Thiên, trong đó không có một ngọn cỏ, không có mảy may sự sống nào. Hết thảy nơi này tất cả đều trở về thời kỳ hỗn mang, hết thảy mọi cái đều phải cần thời gian để từ từ khôi phục. Cũng không biết hành động của hai người lần này sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Tu La giới. Chỉ thấy đại trận hộ thành của Tu La Thành kia tựa hồ có thể cảm nhận được áp lực từ ba đạo quang mang đó mang đến. Trong nháy mắt tự động mở ra, một đạo quang mang phấn hồng sắc chiếu thẳng lên, mà giống như một tấm chắn ngay lập tức bao phủ lên toàn bộ Tu La Thành. Trong phút chốc, ba đạo quang mang trông giống như mỗi trường mâu lao vùn vụt tới, không dừng lại chút nào, đâm vào màn hào quang phấn hồng sắc kia. Ầm, xoẹt, xoẹt. Thanh âm giống như tiếng bước xé vải truyền khắp cả Tu La Thành. Quang mang phấn hồng sắc kia tức thì bị lực lượng của Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên xé toang ra. Tường thành cao lớn của Tu La Thành ấy đột nhiên cứ như vậy biến thành khói bụi bay biến đi. Trên tường thành, mấy ngàn tên binh sĩ Tu La tộc cứ như vậy bị Tần Vũ và quang mang đen nhánh kia thôn phệ không còn lại chút gì. Ở nơi xa, Tần Vũ đang đứng dưới chân Thiên Sơn đột nhiên cảm giác được trong đan điền chen chúc những thứ gì đó. Nhắm mắt quan sát bên trong, không khỏi giật mình kinh ngạc, đó là mấy ngàn cái nguyên thần sống sờ sờ. Trong lòng hắn vừa động, vội vàng thúc động dòng xoáy trong đan điền, đem mấy ngàn cái nguyên thần kia nhất thời thôn phệ vào. Thoáng lóe ra một đạo hắc quang, trong đầu Tần Vũ đột nhiên thêm nhiều một thứ gì đó. Mà ở Tu La Thành bên kia, ba đạo quang mang như trước không có dừng lại chút nào. Thành tường bốn phía mắt thấy đã hóa thành phấn vụn, bị lực lượng vô cùng cường hãn kia hủy diệt toàn bộ. Một tiếng gầm lên từ trong thánh điện trung tâm của Tu La Thành phát ra, một thân ảnh phấn hồng sắc kèm theo cơn phẫn nộ ngất trời trong nháy mắt liền phóng tới trước ba đạo quang mang ấy. Không thể không nói, đại trận hộ thành của Tu La Thành cũng cực kỳ huyền ảo.
lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên mặc dù trong nháy mắt liền làm cho màn hào quang của đại trận hộ thành xé tan, thế nhưng không biết vì sao, trong bầu không khí chung quanh thành tường phảng phất như mang theo lực cản dày đặc, khiến cho lực lượng của hai người đánh sâu vào Tu La Thành đột nhiên tới đó cũng chậm lại rất nhiều. Lúc này Tần Vũ cũng không hề để ý đến lực lượng của mình bị Đế Thích Thiên dẫn dắt sử dụng. Trong đầu ông đột nhiên xuất hiện một cái gì đó cũng làm cho ông bất chấp tình hình trước mắt, vội vàng đem thần thức quan sát bên trong, nghiêm túc xem xét cái thứ đang trôi nổi trong đầu mình. Còn thân ảnh phấn hồng sắc trong Tu La Thành kia chính là Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên của Tu La Giới. Nàng nguyên vốn đang tiềm tu ở trong thánh điện, lại đột nhiên cảm giác được đáy lòng một trận chấn động kinh sợ, vừa phóng thần thức ra điều tra, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Đại trận kia ngàn vạn năm qua vẫn luôn phòng thủ bảo vệ Tu La Thành, vậy mà lại bị ba đạo lực lượng cổ quái trong khoảnh khắc dễ dàng hủy diệt đi, một chút tàn tích cũng không còn lại gì. Trạc Nghiên cơ hồ tức giận đến thổ huyết, thân ảnh chật lóe đã đứng bên cạnh tường thành, gắt gao nhìn chằm chằm ba đạo quang mang quỷ dị kia. Lúc này phía sau nàng cũng đã tụ tập một đám đông cao thủ Tu La tộc, phát hiện tình huống không xong, nơi này dù thế nào cũng là trung tâm của Tu La giới, cao thủ tất nhiên cũng hàng hà sa số, vì thế phía sau Trạc Nghiên chen chúc đứng hàng trăm người, đều là hào thủ năm đôi cánh trở lên của Tu La tộc. Chỉ nghe Trạc Nghiên gầm lên một tiếng: "Là ai? Đến tận cùng là ai kiếm chuyện với Tu La tộc ta? Đế Thích Thiên là ngươi phải không?" Nàng giờ phút này thật sự là nổi giận. Ở chỗ ba đạo quang mang hạ xuống, trên từng thành mấy ngàn tân binh sĩ Tu La tộc cứ như vậy biến mất vô tung vô tích, hoàn toàn bị hủy diệt đi. Cái sự việc phát sinh trước mắt này tưởng như là vung bàn tay tàn nhẫn tát vào mặt nàng, nhổ vào mặt nàng cái cảm giác ấy thực không thể chịu đựng nổi. Trạc Nghiên tức giận, toàn thân sát khí không tự chủ được tàn phát ra, tay áo phấn hồng sắc hướng ra phía ngoài vung lên, một cỗ lực lượng nhu hòa đến cùng cực nghênh đón ba đạo quang mang kia. Bốn đạo quang mang gặp nhau tại trên đường thành đã sớm hóa thành phấn vụn. Chỉ thấy không gian bên ngoài ở vị trí của tường thành Tu La Thành ngay tức thì lần nữa hỗn loạn trở lại. Trên mặt đất một cái hố to sâu đến mấy trăm trượng, kéo dài hơn 30 dặm, hầu như là 1/5 của Tu La Thành ở dưới lực lượng cường hãn này hoàn toàn hóa thành hư vô. Rất may ở những nơi đó đều là quân doanh của binh sĩ Tu La tộc, người dân cư ngụ rất thưa thớt, còn đại bộ phận thành dân của Tu La tộc đều là ở tại bên trong của Tu La Thành. Không biết có phải là Thiên Mông Đế Hoàng đời trước đã có thể biết trước việc xảy ra sau này, đồng thời có lẽ là cực kỳ coi trọng việc kiến thiết Tu La Thành. Ở vào thời điểm Thiên Mông quản nhiệm, Tu La Thành hướng ra phía ngoài mở rộng thêm gần 100 dặm, mà từng thành vốn là làm tấm lá chắn ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi thành dân đều là ở chỗ này, còn bên ngoài thành thì hoàn toàn là quân doanh trú đóng. Bởi vậy lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên cùng với Trạc Nghiên va chạm vào nhau cũng không có giết chết bao nhiêu Tu La nhân. Thần thức Tần Vũ nhận thấy được hết thảy, trong lòng có hơi an tâm một chút. Mặc dù đứng ở đỉnh cao trường khống giả, Tần Vũ cũng không đem những người bình thường trong cuộc sống thường ngày coi là con sâu cái kiến để ở trong lòng. Nhưng dù sao Tần Vũ không phải là loại tàn sát bừa bãi người vô tội, hơn nữa thường ngày đã chịu ảnh hưởng thiện lương của Khương Lập, trong tim của Tần Vũ vẫn còn có một tí ti lòng trắc ẩn. Mà đại bộ phận hộ thành kia cũng cực kỳ lợi hại, làm cho lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên hai người suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù như thế, Trạc Nghiên sau khi ngăn cản lại lực lượng của hai người, toàn thân cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. "Đế Thích Thiên, ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ này, ta muốn giết ngươi." Khi cho bụi đầy trời tan đi, Trạc Nghiên cùng đám cao thủ Tu La tộc nhìn lên phía trước thảm hại không chịu nổi. Bên kia đúng là Đế Thích Thiên và Tần Vũ đang giằng co dưới chân núi Thiên Sơn. Mọi người đều là cao thủ, thần thức tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên cũng không có ẩn giấu hành tung của mình, quanh thân đều tản phát ra khí tức cường đại kinh người, giống như ánh đèn trong đêm tối lập lòe tỏa sáng. Thần thức của mọi người tất nhiên là có thể hết sức dễ dàng phát giác được. Trạc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt lộ vẻ đắc ý của Đế Thích Thiên, tức giận lên tiếng chất vấn: "Người cũng đường đường là đế quân của Thiên Nhân tộc, lại làm sao dùng cái thủ đoạn đê hèn như thế để phá hoại Tu La Thành ta?" Đế Thích Thiên liếc nhìn Tần Vũ một cái, nơi khóe miệng toát ra nụ cười thâm mỹ sâu sắc, thân ảnh chợt lóe, một cái thuần di liền tới trước mặt đám Tu La nhân. "Ồ, chuyện này tuy có liên quan đến ta, nhưng cũng không phải lực lượng của một mình ta đâu. Ta cùng với Tần huynh đang lúc thỉnh giáo với nhau, cũng không ngờ tới không cách nào khống chế ngăn chặn được lực lượng này.
Vì thế mới vô tình đánh sâu vào Tu La Thành ngươi, đồng thời phá hỏng mất Tu La Diệt Sát đại trận của Thiên Mông ngày đó đã thiết lập ra. Cũng xin Trạc Nghiên tiểu bối đừng để bụng, bỏ qua cho mới phải. Đế Thích Thiên trên mặt đầy vẻ châm biếm bình thản, tự hồ tuyệt nhiên không có xem vấn đề Trạc Nghiên chất vấn để ở trong lòng, ngược lại càng thêm hứng thú nhìn Tần Vũ, khẽ cười nói: Tần huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật mau, nếu như ta không có thiên đạo chi nhận trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có đánh ra chiêu thức cuối cùng mới có thể đánh bại được ngươi. Còn Tần Vũ tại dưới chân núi Thiên Sơn lạnh nhạt cười một tiếng, quay nhìn Hồng Quân đang chú tâm bảo vệ Huống Thiên Minh, thân ảnh thoáng động đã xuất hiện ở trước mặt Trạc Nghiên và Đế Thích Thiên. Hôm nay lĩnh ngộ được tự nhiên chi đạo, Tần Vũ đã là thân tùy ý động, ở trong không gian này cũng đúng là có thể thuấn di không giới hạn, so với Đế Thích Thiên cũng không kém bao nhiêu. Trạc Nghiên lần thứ hai nhìn thấy Tần Vũ, lại nghe được Đế Thích Thiên sùng bái người này như thế, trong lòng mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng vô cùng có hứng thú quan sát sắc mặt bình thản của Tần Vũ. Chỉ thấy nam tử này mặt mũi anh tuấn sáng sủa, sống mũi thẳng cao, biểu hiện hắn có được ý chí và nghị lực cực kỳ cứng cỏi. Đế Thích huynh quá khen rồi, Tần Mỗ nào có lợi hại như vậy, dù sao cũng không bằng chúa tể của thiên giới huynh. Tần Mỗ chẳng qua là chiếm tiện nghi về công pháp mà thôi. Tần Vũ thản nhiên cười, mặt không đổi sắc, để mặc cho Trạc Nghiên kia đánh giá, hướng về Đế Thích Thiên nói: Nhưng thật ra tâm cơ của Đế Thích huynh Tần Mỗ vô cùng bội phục, không nghĩ tới huynh vậy mà lại có thể làm cho lực lượng của chúng ta chuyển hướng đi, tiến tới còn phá hỏng đại trận hộ thành của Tu La Thành, quả nhiên là có trí tuệ. Mọi người ở chỗ này sắc mặt đều rất khó coi, Trạc Nghiên ánh mắt co lại, đã chiếu ánh mắt oán độc vào người Đế Thích Thiên đang sắc mặt bình thản. Thật ra mọi người tại đây cũng không phải là kẻ ngu dốt, dưới chân núi Thiên Sơn khoảng cách nơi này tuy nói không xa nhưng cũng không gần, hai người chiến đấu với nhau trừ phi đánh ra lực lượng hủy thiên diệt địa mới có thể gây thiệt hại tới được nơi đây, mà một khi đã dùng đến loại chiêu thức này hủy thiên diệt địa đó, chỉ sợ rằng Thiên Sơn nơi đây đã sớm trở thành một thiên khanh thứ hai, mà không phải giống như hiện trạng bây giờ chỉ có một cái khe kéo dài hơn 10 dặm tới đây. Càng huống chi đế quân Đế Thích Thiên của thiên giới là ai đây, nếu như không tính đến những lão quái vật đã sớm lánh đời ẩn giật, bất luận là trong Tu La giới hay là thiên giới, Đế Thích Thiên với tu vi chín cánh đã sớm trở thành như là thần tồn tại trong hai giới. Cho dù là Trạc Nghiên ngày thường tự cho mình cao tới đâu đi nữa cũng không dám dễ dàng mà tùy tiện đối xử, lại càng không dám so ngang vai ngang vế cùng hắn. Hắn có thể sùng bái một người như thế chỉ có hai loại tình huống, một loại tự nhiên là có thể đánh bại hắn, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, khi đó hắn cũng không thể không sùng bái. Còn loại tình huống kia chỉ có thể là chiến đấu với hắn một trận gian khổ, nhưng tu vi cũng không có vượt hơn hắn, chỉ bất quá bị hắn lôi kéo tới để chịu hàm oan cho hắn, ném đá dấu tay mới có thể sùng bái như vậy. Mà Tần Vũ này trong đám cao thủ Tu La hoàn toàn không có người nào từng nghe qua tên của ông. Mặc dù khí tức cường giả trên người ông hiện lộ ra không thể nghi ngờ, nhưng làm sao có thể phán định được rốt cục ông mạnh tới cỡ nào đây? Cho dù là vô cùng cường đại, một đám đông cao thủ Tu La lại phải sợ hãi sao? Phải biết rằng trừ phi là cao thủ như Đế Thích Thiên có được bộ phận thiên đạo, bọn họ có được bộ phận năng lực của thiên trên cao, có thể không sợ hãi vây công. Cho dù Tần Vũ có được tu vi của Á Hoàng Giai, những người này cũng không hề e ngại. Dù sao tu vi của Trạc Nghiên cũng không tính là thấp, mọi người cùng tiến lên vây công, cho dù Tần Vũ tu vi cao vời cũng chỉ có thể nhận lấy kết quả cuốn vó mà chạy. Đương nhiên bọn họ cũng không biết còn có hai cao thủ ở một bên tu vi không thể thấp hơn so với Trạc Nghiên. Tần Vũ ư? Trạc Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên một hồi lâu, nhưng thấy trên mặt hắn như trước phủ đầy vẻ châm biếm thản nhiên, không thèm để ý chút nào. Trong lòng mặc dù cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không biết cách nào làm được gì hắn, đành phải rời ánh mắt qua Tần Vũ. Ta không biết ngươi là người nào, thế nhưng hôm nay hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La Thành ta, ngươi cũng có một phần trách nhiệm, hãy nói xem nên như thế nào giải quyết chuyện này đi. Thần thức của Trạc Nghiên tản phát ra, muốn điều tra qua thực lực chân chính của Tần Vũ, cũng không ngờ thần thức hoàn toàn không cách nào dò tra ra sự tồn tại của Tần Vũ. Tự hồ lúc này Tần Vũ đứng tại đó chỉ là một đống không khí, không có chút dấu vết nào tồn tại. Nhưng mắt thường của nàng lại là nhìn thấy rất rõ ràng, Tần Vũ vẫn đứng tại chỗ đó cách nàng không xa, hoàn toàn không có nhúc nhích. Cái loại sai biệt khác thường giữa mắt thường và thần thức làm cho nàng cực kỳ khổ sở, thiếu chút nữa đã phun ra máu. Căm hận trợn mắt nhìn Đế Thích Thiên một cái nữa,
cũng đều là do lão già này mang đến mầm tai họa cho Tu La tộc, vậy mà lại dẫn đưa tới cao thủ tu vi cao như thế. Tần Vũ nghe lời nói của Trạc Nghiên, sắc mặt bình thản. Trạc Nghiên này ngày đó trên từng thành Bích Thành sớm đã nhìn thấy qua, hai người trong lòng đều biết rõ ràng. Thoáng nhìn qua, Tần Vũ nhẹ giọng nói: "Chuyện này cùng Tần Mỗ không quan hệ, điều này cũng không cần chứng minh. Ta nghĩ với nhân lực của Trạc Nghiên cô nương đã có thể nhìn thấy, hủy diệt đại trận hộ thành của các ngươi cũng không phải là ta, mà là Đế Thích huynh đây." Ông hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt nhìn dưới chân núi Thiên Sơn. Nơi đó, kim quang trên thân thể Huống Chân Minh càng phát lên mãnh liệt hơn. Từng trận ba động đã bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chuyển tới. Mà tại bên cạnh Tu La Thành, tựa hồ có cái bảo vật gì đó cũng bắt đầu tản phát ra khí tức nhàn nhạt, lại cùng với khí tức trên người Huống Chân Minh ăn khớp với nhau, hiển nhiên có mối liên quan ở trong đó. Nghĩ đến Tần Sương đem thiên đạo chi nhận của Thiên Mông truyền thừa cho hắn ra cho Huống Chân Minh, Tần Vũ trong lòng khe khẽ thở dài. Có lẽ đây mới là Tần Sương chân chính. Cái đứa con thứ hai này từ trước đến giờ quật cường không nói, cũng là cực kỳ có chủ kiến. Mặc dù hôm nay đem thiên đạo chi nhận giao đi có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tu vi của hắn, nhưng dựa vào Hồng Quân Đạo độc nhất vô nhị kia, dù sao cũng có thể hoàn toàn đạt tới cảnh giới trưởng khống giả được rồi. Thu lại mối tình thương ấp ủ trong lòng, Tần Vũ vẻ mặt vô tội vạ cười nói: "Tu vi của ta hôm nay so với Đế Thích huynh còn có một chút chênh lệch, tuy nói có thể ngăn cản được vài lần, nhưng dù sao vẫn không cách nào thao túng được cỗ lực lượng cường hãn như vậy để chuyển hướng công kích tới đại bộ trận hộ thành của Tu La Thành. Trạc Nghiên cô nương còn phải xem xét kỹ lưỡng mới đúng à, có phải hay không Đế Thích huynh đây?" Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời phát ra tràng cười ha hả, cũng không trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Dù sao hôm nay đại trận hộ thành của Tu La Thành đã bị phá hỏng, dù gì đi nữa Tu La Nhân có thể làm gì được hắn đây, tự mình lại càng không nên đi thừa nhận cái sự việc tệ hại kia là do chính mình gây ra. Dù cho mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, chỉ cần không ra mặt thừa nhận, Tu La Nhân đâu có thể làm gì được mình. Nhìn thấy bộ dáng hai người, Trạc Nghiên hận đến sôi gan tím mật, nhưng thực lực trên hết, tu vi của nàng không sánh bằng hai người, cũng chỉ có thể nuốt cay nuốt đắng vào mình, cũng không thể dẫn theo đám cao thủ Tu La tộc bên cạnh cùng bọn họ liều mạng được. Huống chi cho dù có liều mạng cũng phải có năng lực để liều mới được. Sự việc không có nắm chắc, Trạc Nghiên đúng là sẽ không tùy tiện nếm thử. Trầm mặc một chút, Trạc Nghiên mặt lạnh như xương, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, nhị vị lúc này còn tới Tu La Thành làm chi? Mặc dù Tu La giới ta yếu thế, không cách nào ngăn cản cao thủ của thiên giới ngươi, nhưng hôm nay Tu La Thành lần đầu gặp đại nạn, nhị vị chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn mà chê cười hay sao?" Tần Vũ mỉm cười nhìn Đế Thích Thiên một cái, nhẹ giọng nói: "Đã như vậy, Tần Mỗ cáo từ trước." Vừa nói, thân ảnh nhất thời biến mất không còn, thoáng cái đã là tới dưới chân núi Thiên Sơn. Đế Thích Thiên ha hả cười to vài tiếng, đúng là cười trên nỗi đau khổ của người khác. "Ta đi đây, nếu nơi này không hoan nghênh ta, cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân một lúc, các vị cáo từ." Một đạo kim quang lóe ra, hắn cũng bay nhanh rời đi. Thấy hai người đã đi khỏi, Trạc Nghiên cơ hồ tức giận đến cùng cực, tưởng chết đi được, nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi, lạnh giọng nói: "Còn lo lắng làm cái gì, cùng nhau lập tức xây dựng lại toàn bộ vành đai tường thành cho ta, dùng lực lượng của các ngươi rèn luyện tạo dựng tường thành, ta muốn cho nó càng thêm vững chắc." Đúng lúc đó, dưới chân núi Thiên Sơn, một đạo quang mang trong suốt phóng lên bầu trời cao. Còn tại phía thánh địa, cùng lúc một đạo quang mang như được mời gọi xông thẳng lên trời. Hai đạo quang mang lại ở giữa không trung cùng tiếp xúc với nhau. Trạc Nghiên ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong miệng lời nói còn chưa kịp nói xong cũng ngừng lại, đột nhiên kêu thả một tiếng: "Thiên hạ, thánh địa, tổ mộc!" Thánh địa Tu La Thành, sau khi Trạc Nghiên và Tất Hải rời khỏi mới vừa yên tĩnh một chút, giờ phút này lại sôi sục hẳn lên. Chỉ thấy trên đỉnh núi tổ địa, tổ mộc dường như vĩnh viễn không già đi kia, nối thẳng đến chân trời. Giờ phút này tản ra quang mang vô cùng nhu thuận, lại vừa mãnh liệt, khiến cho bầu trời phía trên tổ địa bị nhuộm một màu vàng rực. Kim quang lưu chuyển từ giữa không trung kéo dài đến chân núi Thiên Sơn, cùng với kim quang đang tản ra trên người Huống Chân Minh kết hợp với nhau. Trạc Nghiên kêu thả một tiếng, nét mặt cười cười nhất thời ẩn chứa một mảnh sương lạnh. Sau khi lạnh lùng phân phó mấy câu, liền vội vã phi tới chân núi tổ địa. Nguyệt Nha hình vũ quang lại xuất hiện trong tay nàng. Nhất thời lực lượng cường đại trên người nàng bộc phát giống như lần trước, cực kỳ thành kính tiến đến lên đỉnh núi. Đến khi trông thấy tổ mộc tản ra khí thế mãnh liệt dị thường,
thì thiếu chút nữa thất thanh hô lên. Trầm mặc sau hồi lâu, có chút suy tư rồi trong lòng không nhịn được nổi giận. Chỉ thấy tổ mộc kia dần thu nhỏ lại, xung quanh rễ cây vốn không thể nhìn ra, nay đã có thể dùng thần thức dần dần phát hiện ra nó có chút dị thường. Rõ ràng là tổ mộc đã đưa lực lượng toàn thân truyền đến một địa phương nào đó, hoặc là một người nào đó. Như thế nào lại như vậy được? Trạc Nghiên rốt cục cũng quỳ xuống rồi lại nhảy dựng lên, khuôn mặt cực đẹp nay hiện lên thần sắc bạo nộ, phảng phất coi tổ mộc như một con người, lớn tiếng chất vấn. Tại sao? Ngươi tại sao lại làm vậy? Ta mới là Tu La tộc đế quân nhất chính. Ngươi tại sao không cho ta lực lượng? Ngược lại không giữ lại chút nào tống ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là cho ai? Phía trên tổ mộc, quả màu nhũ trắng kia chậm rãi bành phát ra một vầng sáng, tựa hồ như đang cười nhạo Trạc Nghiên chẳng biết liêm sỉ. Chí bảo vốn ảm đạm nay đã phát ra quang mang mãnh liệt. Kinh ngạc nhìn quang mang trên bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạc Nghiên lạnh lùng hẳn lên, cúi đầu nhìn Nguyệt Nha trong tay lẩm bẩm thì thào nói: xem ra cái này căn bản không phải là thiên đạo chi nhận, nếu không Thiên Mông lão gia này như thế nào lại giao cho ta? Tốt, Thiên Mông, ngươi và tổ mộc đang lừa gạt, xem ra như thế nào đối phó với chuẩn nhân các ngươi. Vừa nói, thân ảnh đã lao lên không thấy tung tích. Chỉ thấy trên đỉnh núi, đoàn kim quang sáng chói vẫn vần quanh cùng với kim quang tại thiên sơn kia giao hợp. Không cần phải nói, lúc này tại chân núi thiên sơn, người ngạc nhiên không ít. Ngoại trừ Hồng Quân và Tần Vũ, ngoài ra những người còn lại đều mang bộ dáng ngây ngốc nhìn hướng Thiên Minh đang phiêu phủ trên không trung. Tất cả đều há to miệng nói không nên lời. Quanh thân hướng Thiên Minh kim quang liễu nhiễu, trường bào lúc này chỉ còn lại vẹn vẹn có một chiếc quần dài, mà nửa phần trên xem như hoàn toàn nát hết, lộ ra màu da cổ đồng và thân thể hoàn mỹ. Kim quang vẫn quẩn quanh, chỉ thấy phía sau lưng hắn xảy ra biến hóa mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo hoa văn cổ quái cực kỳ từ bên hông hướng Thiên Minh xuất hiện, rồi sau đó lan dần ra sau lưng. Hình dáng hoa văn này trông rất cổ xưa, ngay cả Tần Vũ và Hồng Quân cũng không có cách nào nhận ra đám hoa văn cổ quái tràn ngập thân thể hướng Thiên Minh này rốt cục là biểu thị cho cái gì. Trên bầu trời quang mang màu vàng bỗng phát nóng hẳn lên, sau lưng hướng Thiên Minh lúc này đã kín hoa văn, mà con ngươi của hắn lúc này đột nhiên biến thành màu đen nhánh, giống như hắc động hấp dẫn ánh mắt của mọi người, rồi rốt cục lại làm cho người ta không dám nhìn vào, tựa hồ như nếu nhìn vào liền bị hút đi linh hồn vậy. Cả chân núi Thiên Sơn, một trận uy áp chậm rãi từ trên người hướng Thiên Minh phả ra. Đột nhiên trong hư không một tiếng sét đánh vang lên, một đám mây màu đen rất nhanh tụ lại trên đầu hướng Thiên Minh. Kim quang tựa hồ đối với đám mây này cực kỳ sợ hãi, không đợi mây đen tụ xong đã đều tiêu tán vô ảnh vô tung. Hồng Quân phóng thần thức muốn xem xét đám mây kia rốt cục là cái gì, nhưng không có ngờ đến một đợt điện quang đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn, khiến hắn thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi mặt đất, không khỏi vừa kinh hãi vừa sợ, sau hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. So với Thiên Tôn Linh Kiếp thì đại kiếp vân này còn mạnh hơn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hồng Quân, Tần Vũ sắc mặt trịnh trọng nói: rất kỳ quái, loại kiếp vân này có cường độ thế này, cho dù là trưởng khống giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tại sao đột nhiên lại xuất hiện tại nơi này? Hồng Quân im lặng không nói gì, chỉ nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ: Tu La giới và thiên giới quả nhiên cổ quái. Hướng Thiên Minh sau 6 lần biến thân lại phải tiếp kiếp lôi cường hãn như vậy, không biết hắn có thể ngăn cản được hay không. Trong lúc Hồng Quân vẻ mặt lo lắng nghĩ thì Hướng Thiên Minh đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy trên hai gò má của hắn hoa văn cổ quái cũng xuất hiện, trong nháy mắt từ hai bả vai tràn xuống, khi xuống đến nơi dường như chậm rãi khắc sâu vào da mặt, khiến cho Hướng Thiên Minh lúc này thoạt nhìn có chút dữ tợn, lại có chút quỷ dị, mà thân thể hắn cũng xảy ra biến đổi cực kỳ cổ quái. Oanh một tiếng, đám mây màu đen đánh xuống một tia chớp thô tế hung hăng bổ xuống đỉnh đầu Hướng Thiên Minh. Tựa hồ đối với bên ngoài không có cảm ứng, Hướng Thiên Minh đã tiến sâu vào trạng thái tịch diệt. Đám mây huyền ảo chí cực không ngừng hiện lên trong đầu hắn, một cỗ tình cảm ấm áp khiến cho hắn không tự chủ được liền đắm chìm trong đó. Tia chớp trong nháy mắt không có đánh trúng vào đỉnh đầu Hướng Thiên Minh, trong lúc điện quang chớp lên, da tay hắn tựa hồ như mất đi tác dụng, lại dường như biến thành hư vô. Mọi người có thể quan sát rõ ràng xương cốt của Hướng Thiên Minh, xương cốt với cánh cùng với mặt giống nhau đều khắc họa hoa văn quỷ dị. Lãnh Diễm Phỉ thất kinh kêu lên một tiếng, hai mắt trắng dã ngửa mặt lên trời ngả vào lòng Tình Nhi, trong lòng lo lắng cho Hướng Thiên Minh.
đúng là bị tia chớp kia làm cho sợ đến ngất đi. Tỉnh Nhi luống cuống tay chân đỡ lấy nàng ta, đưa một đạo nguyên khí vào cơ thể. Lúc đó Lãnh Diễm Phỉ mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc này thân thể Huống Thiên Minh đã khôi phục lại nguyên trạng, thân thể to lớn sau khi bị đạo thiểm điện bổ xuống càng thêm hoàn mỹ. Lại oanh một tiếng nữa, đạo chớp thứ hai đánh xuống, Huống Thiên Minh vẫn như trước không có phản ứng gì, mặc cho tia chớp oanh nhập lên đại huyệt. Trong đan điền, một hạt châu đen nhánh chậm rãi ngưng kết lại. Hạt châu này so với kim đan và nguyên hạch thì không giống chút nào. Bề mặt sáng bóng, tựa hồ bên trong đó có thứ gì đó đang lưu động. Oanh 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 oanh, một đạo nối tiếp một đạo chớp không ngừng đánh vào các đại huyệt trên người Huống Thiên Minh, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy dựng đứng, trông giống như con nhím vậy. Liên tục 809 đạo thiểm điện khiến cho Tần Vũ một trận kinh ngạc. Một đạo thiểm điện này có thể so với 10 đạo kiếp lôi của thần vương rồi. Huống Thiên Minh cũng dường như không hề né tránh, mà cứ thế chịu đủ 809 đạo bổ xuống, thật sự khiến cho người ta tò mò. Lãnh Diễm Phỉ càng không nói lên lời, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay của Tình Nhi, sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức xông lên ngăn cản tia chớp đáng sợ kia, hét lên. Sau hồi lâu, rốt cục nhớ tới Hồng Quân, nàng cơ hồ khóc cần cầu nói: "Tiểu Quân, Tiểu Quân, nhanh cứu Thiên Minh, nhanh cứu, tia chớp này quá đáng sợ." Hồng Quân nghe được Lãnh Diễm Phỉ nói, không nhịn được cười khổ: "Cứu ư? Dùng cái gì cứu đây? Trừ phi dùng Hồng Quân giới bao bọc lấy Huống Thiên Minh lại. Tuy Hồng Quân giới uy lực cực mạnh, có thể ngạnh kháng kiếp lôi, thế nhưng nếu làm như vậy, Hồng Quân giới cũng sẽ suy yếu. Dưới uy lực cường đại của những kiếp lôi này thì cho dù là Tần Vũ cũng không muốn tự thân nếm thử, huống chi chính Hồng Quân giới đã cùng với hắn tâm thần tương giao. Điều trọng yếu nhất chính là Huống Thiên Minh giờ phút này cũng rõ ràng là không lộ ra vẻ thống khổ nào, ngược lại mang theo một tia thỏa mãn và hoan hỉ. Điều này khiến trong lòng Hồng Quân đã hiện lên một tia sáng tỏ, có lẽ thiên lôi này là trụ cột giúp Huống Thiên Minh biến thân lần thứ 6. Tần Vũ lúc này cũng đã nghĩ tới, điều đó là hoàn toàn có thể. Nhìn Hồng Quân mỉm cười, lại liếc mắt nhìn Lãnh Diễm Phỉ đang nước mắt chảy ròng, trong mắt hiện lên một chút tán dương, nhẹ giọng nói: "Thiên Minh vô sự, không cần lo lắng đâu. Kiếp vân này đối với hắn chỉ có ích chứ không có hại. Chính là im lặng mà quan sát, vạn vạn lần không nên quấy rầy hắn mới phải." Thanh âm của Tần Vũ rất ôn nhu, rất thấp nhưng lại trực tiếp tiến sâu vào trong đầu mọi người. Bọn người Tần Vũ cũng chưa có phát giác gì. Lãnh Diễm Phỉ nghe xong Tần Vũ nói, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là bị Tần Vũ thôi miên. Chỉ thấy kiếp lôi sau khi đánh xuống 809 đạo đúng là dừng lại một chút. Tần Vũ ngửa đầu nhìn trời, đám mây màu đen lúc trước bao phủ gần 10 dặm, nay đã giảm đi, không còn đến 1 dặm. Ở trung tâm đám mây tự hồ ngưng tụ lại thành thực chất đen nhánh, trông giống như tinh hạch vậy. Đột nhiên Huống Thiên Minh ngửa mặt lên trời hống lên, cơ thể toàn thân bộc phát, cả người tự hồ như chịu thống khổ cùng cực hành hạ. Từng đạo quang mang bộc phát quanh thân thể, khi thì chui vào da tay, khi thì thoát ra ngoài, phảng phất như da tay Huống Thiên Minh đã biến thành hư ảo, căn bản không cách nào ngăn cản quang mang này. Bỗng dưng tất cả quang mang này toàn bộ đều dừng lại giữa không trung, hợp lại thành một quang mang cường đại bao phủ Huống Thiên Minh trong đó. Một thanh âm rít vang trong thiên địa, nhất thời tràn ngập khí tức trang nghiêm. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đám mây đen đột nhiên vô thanh vô tức đánh xuống một tia chớp. Tại trung tâm của tia chớp lóe lên quang mang chói mắt, khiến cho không người nào có thể phát hiện. Thần thức có thể quan sát nhưng không cách nào hình dung ra uy lực của điện quang này. Tần Vũ sợ hãi, đó là hỗn độn lực ngưng kết lại thành tia chớp. Chỉ thấy hai mắt Huống Thiên Minh đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang lóe lên một góc trời. Hắn hét lớn một tiếng, cứ như vậy mà điên cuồng giơ nắm tay ngạnh tiếp tia chớp, thoạt nhìn còn mạnh hơn cả 809 đạo thiểm điện kia hợp lại. Không! Lãnh Diễm Phỉ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được, thét lên chói tai, sau đó lại tiếp tục ngất đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.